Trước khi ngủ, bôi một giọt dầu gió vào lòng bàn chân, cơ thể nhận 4 lợi ích tuyệt vời. Xin kính chào quý cô bác đang theo dõi trên kênh Sống Khỏe Mỗi Ngày. Cô bác thân mến, trong tủ thuốc của gia đình cô bác nào ở đây cũng sẽ có một lọ dầu gió, có đúng không nào? Hễ cứ lần nào bị cảm, nghẹt mũi, đau đầu hay là đau bụng là mẹ tôi đều lấy dầu gió để xoa vào bụng, thái dương hoặc là nhân trung để cơ thể được dễ chịu hơn. Mà đúng là sau mỗi lần xoa như vậy thì bản thân tôi cũng cảm thấy rằng những triệu chứng của mình đỡ hơn phần nào. Không biết là có cô bác nào có cảm thấy giống như tôi không? Thế nhưng sử dụng dầu gió nhiều như vậy, song tôi tin là không phải cô bác nào cũng đã tận dụng hết được những công dụng tuyệt vời của loại thần dược này đâu. Do vậy mà trong video ngày hôm nay, tôi sẽ chia sẻ với cô bác 4 lợi ích vô cùng tuyệt vời mà chúng ta có thể nhận được chỉ với một giọt dầu gió bôi vào lòng bàn chân trước khi đi ngủ. Cô bác nhất định đừng bỏ qua nhé! Nhiều cô bác khi nghe đến đây thì đều có chung một thắc mắc, đó là tại sao không phải là xoa bóp vào vị trí khác mà lại là lòng bàn chân, có đúng không nào? Theo các chuyên gia thì chưa cần phải sử dụng đến dầu gió, mà chỉ cần chúng ta xoa bóp lòng bàn chân trước khi đi ngủ theo cách thông thường thôi cũng đã giúp cho cô bác phòng được rất nhiều bệnh tật rồi. Lòng bàn chân có nhiều dây thần kinh kết nối đến các bộ phận khác trong cơ thể. Việc xoa bóp đúng cách giúp cho cơ thể thoải mái, dễ chịu và lưu thông khí huyết. Còn việc mà mình sử dụng thêm dầu gió sẽ làm cho hiệu quả phòng bệnh được cao hơn. Dầu gió có mùi thơm nhẹ, the mát, giúp cho cơ thể thư giãn. Ngoài ra, nó còn giúp làm ấm chân, đặc biệt là vào những ngày thời tiết lạnh. Việc giữ ấm chân khi mà trời lạnh là rất quan trọng. Công dụng đầu tiên mà cô bác có thể cảm nhận được một cách rõ rệt nhất sau khi áp dụng phương pháp này, đó chính là giấc ngủ được cải thiện một cách đáng kể. Có rất nhiều cô bác đã chia sẻ với Sống Khỏe Mỗi Ngày về tình trạng mất ngủ, khó ngủ hay là ngủ không sâu giấc của mình. Mặc dù đã áp dụng những phương pháp như là ăn uống điều độ, khoa học, vận động nhẹ nhàng, nhưng hiệu quả chưa thực sự như mong muốn. Nếu như vậy thì cô bác hãy kết hợp thêm cả cách sử dụng dầu gió xem sao cô bác nhé. Trước khi đi ngủ vào buổi tối, đặc biệt là khi trời lạnh, cô bác hãy thoa một vài giọt dầu gió vào lòng bàn chân. Điều này sẽ giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ và giúp cho cô bác ngủ ngon hơn. Đối với những cô bác nào thường xuyên bị mất ngủ khi áp dụng phương pháp này, thì sau một thời gian ngắn thôi, chúng ta sẽ thấy hiệu quả rõ rệt. Để tăng cường tác dụng, sau khi thoa dầu gió vào lòng bàn chân, cô bác nên xoa bóp lòng bàn chân tập trung vào huyệt Dũng Tuyền, một trong những huyệt quan trọng nhất trong cơ thể. Sau khi thoa, cô bác nên dành khoảng 10 cho đến 15 phút để xoa bóp bàn chân, tiếp thêm sinh lực cho cơ thể, giúp tạo cảm giác buồn ngủ và cải thiện chất lượng của giấc ngủ. Công dụng thứ hai cũng rất cần thiết vào những ngày trời lạnh, đó chính là làm ấm cơ thể. Có cô bác nào ở đây gặp phải tình trạng chân bị lạnh cóng, thậm chí là đơ cứng mỗi khi lên giường đi ngủ không nào? Nhiều người còn trằn trọc không thể nào ngủ được chỉ vì chân bị lạnh như vậy. Nếu cô bác cũng gặp phải vấn đề tương tự thì hãy thử một vài giọt tinh dầu gió vào lòng bàn chân trước khi đi ngủ xem sao nhé. Việc xoa dầu gió vào lòng bàn chân khi đi ngủ, đặc biệt là vào mùa đông, sẽ giúp cho cơ thể ấm lên, tránh tình trạng nhiễm lạnh. Từ đó mà cô bác cũng sẽ dễ dàng đi vào giấc ngủ hơn. Công dụng thứ ba đó là ngừa ho và trị ho. Vào những ngày thời tiết thay đổi, rất khó để tránh được việc có nhiều cô bác hay người thân trong nhà bị ho, cảm. Những cơn ho dai dẳng, đặc biệt là ho về đêm, khiến cho chúng ta bị mất ngủ. Chưa kể đến việc là tiếng ho còn khiến cho những người xung quanh bị ảnh hưởng. Và để cải thiện tình trạng này, cô bác nên thoa 1 đến 2 giọt dầu gió vào lòng bàn chân của mình nhé. Nhưng cô bác cũng cần lưu ý, nếu chúng ta bị ho do mắc các bệnh mãn tính như là viêm phổi, ho lao thì không nên sử dụng cách làm này. Nếu thấy mình bị ho liên tục nhiều ngày thì nên đến gặp bác sĩ chuyên khoa để được thăm khám và điều trị. Chớ để cho cơn ho kéo dài nhiều ngày sẽ khiến cho bệnh tình nặng thêm đấy cô bác. Công dụng thứ tư đó là làm giảm các cơn đau nhức. Khi mà cơ thể xuất hiện các hiện tượng như là viêm do nhiệt, đau bụng, đau cơ, nhức mỏi, cô bác cũng có thể thoa một chút dầu gió lên vùng bị đau. Trường hợp gió lạnh, hơi lạnh tích tụ trong người dễ gây ra các triệu chứng như là đau. Phụ nữ bị lạnh tử cung cũng có thể bôi dầu gió để cải thiện nhé cô bác. Công dụng thứ năm đó là hỗ trợ điều trị nghẹt mũi, viêm mũi. Cô bác nào đang bị viêm mũi mãn tính hoặc là nghẹt mũi thì có thể nhỏ vài giọt dầu gió vào miếng gạc
hoặc là bông sạch, sau đó thì đưa vào trong lỗ mũi của mình. Ngay lập tức, chúng ta sẽ cảm nhận thấy rất thoải mái ở vùng đầu. Tình trạng nghẹt mũi cũng đã được giảm bớt rất tốt. Cô bác nên thực hiện vài lần một ngày, có tác dụng chống viêm nhiễm, khơi thông mũi rất hiệu nghiệm. Và ngoài những công dụng kể trên thì dầu gió còn có những công dụng khác rất tốt mà cô bác không nên bỏ qua, chẳng hạn như dầu gió có thể giúp phòng chống say nắng, sốc nhiệt. Vào mùa hè, khi mà thời tiết nắng nóng, những người có sức khỏe yếu đi trong thời tiết nắng nóng thì rất dễ dàng bị say nắng, sốc nhiệt, đột quỵ do nắng nóng. Lúc này, cô bác nên bôi một chút dầu gió lên nhân trung, huyệt thái dương, có thể phòng tránh say nắng rất tốt. Thậm chí, ngay cả sau khi cô bác bị say nắng và sốc nhiệt rồi, thì phương pháp này cũng có thể áp dụng và mang lại hiệu quả rất tốt. Dầu gió cũng có thể sử dụng như một loại thuốc đuổi muỗi, côn trùng. Tôi thấy rằng có rất nhiều cô bác áp dụng phương pháp bôi dầu gió vào những vết muỗi đốt hay là côn trùng cắn mà lại không hề biết tận dụng dầu gió để làm thuốc đuổi muỗi cũng rất hiệu quả. Có một cách phòng muỗi đốt mà chúng ta nên thử ngay, đó là khi tắm với nước ấm, nhiệt độ khoảng 36 đến 37 độ C. Cô bác nhỏ vào một vài giọt dầu gió vào trong nước tắm, không chỉ có mùi dễ chịu mà còn có tác dụng đuổi muỗi hiệu quả. Bên cạnh đó, nơi nào trong nhà của cô bác được coi như là cửa ngõ để muỗi bay vào thì cũng nên nhỏ vài giọt dầu gió vào đó để chắn đường, muỗi sẽ không dám bay qua vùng có mùi tinh dầu đâu. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể nhỏ vài giọt dầu gió vào trong cánh quạt điện. Khi bật quạt thì gió sẽ thổi ra mùi tinh dầu, hạn chế muỗi đốt. Và cuối cùng là cô bác có thể dùng dầu gió để khử mùi. Nhiều cô bác dùng nước hoa xịt vào giày để khử mùi, thế nhưng đôi khi phương pháp này lại gây ra phản tác dụng, khiến cho mùi của giày trở nên khó chịu hơn rất nhiều. Trên thực tế, dầu gió còn có tác dụng tốt hơn như vậy rất nhiều mà lại ít tốn kém. Khi mà tháo giày cất vào trong tủ, cô bác chỉ cần tiện tay nhỏ một giọt dầu gió vào lót giày để qua đêm là cách để chúng ta giúp hô biến một đôi giày hôi trở thành một đôi giày thơm mùi tinh dầu rất dễ chịu và mát mẻ. Không những vậy, đôi giày có mùi tinh dầu gió có thể giúp cho cô bác có một cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái khi mà đi chúng cả ngày. Trên đây là những công dụng tuyệt vời mà chỉ với một chai dầu gió nhỏ bé thôi cũng có thể làm được rồi đấy cô bác. Dầu gió có giá thành rẻ, thế nhưng những gì chúng mang đến cho sức khỏe của chúng ta là vô giá và đúng không nào? Thế nên chúng ta nhất định đừng bỏ qua cô bác nhé. Cô bác thân mến, dầu gió được xem như một loại thuốc bôi ngoài da làm giảm các triệu chứng như nhức đầu, đau bụng rất hiệu quả. Tuy nhiên, không ít người phạm phải những sai lầm khi dùng dầu gió và gây ra các tác dụng phụ nguy hiểm cho sức khỏe. Do vậy, trong quá trình sử dụng dầu gió cũng có một số điều mà chúng ta cần phải lưu ý, nếu không thì rất dễ nguy hiểm đến sức khỏe, thậm chí là cả tính mạng của cô bác. Mới đây thì tôi có đọc được thông tin, đó là khoa cấp cứu hồi sức bệnh viện Nhi đồng 1 cách đây không lâu đã cấp cứu một bé gái 14 tháng tuổi trong tình trạng hôn mê, kích thích đau không đáp ứng, có biểu hiện là gồng giật các ngón tay, nhịp thở không đều và có những cơn ngưng thở khoảng 15 giây. Theo lời kể của gia đình của cháu bé thì sau khi tắm cho bé xong, thấy bé có biểu hiện hắt hơi, mẹ bé đã lấy chai dầu gió để thoa cho con. Thế nhưng không chú ý, nắp chai dầu đã bị lỏng. Do sơ ý, một lúc sau thì phát hiện bé đang cho chai dầu vào miệng. Nắp chai dầu đã nằm trong miệng của bé. Lúc đó thì mẹ không thấy dầu trong miệng bé, thế nhưng trong hơi thở của con đã có nhiều mùi dầu gió rồi. Lúc này thì bé còn tỉnh táo và đi lại chơi bình thường. Nhưng khoảng 15 phút sau thì em bé có dấu hiệu mệt mỏi, đứng loạng choạng, mặc dù vẫn trả lời và làm theo lời của mẹ. Sau 30 phút, bé nôn 2 lần ra cháo trước đó đã ăn. Không thấy màu xanh của dầu, thế nhưng mùi dầu trong dịch nôn rất nhiều. Lúc này bé không còn đứng vững, có biểu hiện hôn mê dần. Gia đình lập tức đưa con vào cấp cứu tại bệnh viện Nhi đồng 1. Tại bệnh viện, bé được đặt nội khí quản, bóp bóng, duy trì hô hấp, sử dụng thuốc chống co giật và hút dịch dạ dày, cho than hoạt loại bỏ độc chất. Và sau 3 ngày điều trị, tình trạng suy hô hấp của bé đã được cải thiện nhiều, được rút nội khí quản và bé đã tỉnh táo được xuất viện. Cô bác có thể hiểu nôm na, đó là trong thành phần của dầu gió có chứa methol và methyl salicylate. Đây đều là những chất dễ bay hơi, gây tê tại chỗ và nếu lạm dụng có thể dẫn đến những tác dụng phụ nguy hiểm. Thậm chí có trường hợp trẻ nhỏ tử vong khi
khi mà chỉ nhỏ một giọt dầu gió có hàm lượng methol 1%. Khi bôi dầu có thành phần bạc hà vào mũi hoặc là cổ họng của trẻ nhỏ, chúng có thể bị ngưng thở và ngưng tim. Vì vậy, khi sử dụng dầu gió, cô bác cần lưu ý nhé. Thứ nhất là chúng ta không nên lạm dụng dầu gió. Cô bác không nên thoa quá nhiều dầu gió lên phần da chảy xước hay là vết thương hở, bởi vì nếu như những vùng da này mà tiếp xúc với dầu gió thì sẽ khiến cho người dùng có cảm giác đau rát và vết thương thì lâu lành hơn. Cố tình hoặc vô tình nuốt phải với liều lượng nhiều là khoảng 1 gram sẽ gây tổn thương hệ hô hấp và thậm chí là ngừng thở. Thứ hai, đó là mình không nên dùng dầu gió cho trẻ dưới 2 tuổi. Theo khuyến cáo, dầu gió có tác dụng phụ làm tăng bài tiết mồ hôi, khiến cho thân nhiệt hạ thấp. Vì vậy, cô bác không được dùng cho người bị lở ngứa, da mồ hôi, sốt cao, vừa ốm dậy, người suy nhược, táo bón, tăng huyết áp. Hơn nữa, tinh dầu bạc hà có nguy cơ gây hiện tượng ức chế tuần hoàn và hô hấp, dẫn đến ngừng tim, ngừng thở. Vì vậy mà không dùng dầu gió cho trẻ em dưới 2 tuổi, phụ nữ có thai và đang cho con bú. Đối với người bình thường cũng không nên lạm dụng, dùng quá thường xuyên sẽ dễ gây nhờn thuốc, giảm tác dụng. Chỉ dùng trong trường hợp thực sự cần thiết như là cảm cúm, nhức đầu, sổ mũi, đau khớp, đau gân, đau cơ bắp, tụ máu, thâm tím, đầy hơi, chậm tiêu, khó tiêu, chống lạnh đường hô hấp. Vậy thì sử dụng dầu gió như thế nào cho đúng cách là điều mà chúng ta đang quan tâm, có đúng không ạ? Theo hướng dẫn của các bác sĩ, thì đối với trẻ em trên 2 tuổi, khi mà dùng thì nhất thiết phải có sự theo dõi của người lớn. Trước khi bôi dầu thì cần rửa sạch tay và rửa sạch, lau khô vùng da bị đau. Bôi hoặc là xoa bóp một lượng vừa đủ bằng cách là lấy đầu ngón tay trỏ, lấy một lượng thích hợp và bôi lên chỗ đau nhức hay là có vết côn trùng cắn đốt. Nếu đau bụng do lạnh, khó tiêu, bôi vào vùng quanh rốn. Nếu nhức đầu, bôi vào thái dương, sau đó thì miết nhẹ nhàng, dây tròn, ấn bằng ngón tay trỏ. Chỉ dùng ngoài da và tuyệt đối không được uống. Cô bác không sử dụng nhiều hơn 3-4 lần trong ngày, không dùng cho người có tiền sử dị ứng với salicylate, methol. Không dùng thường xuyên mà phải ngừng ngay khi mà cơn đau đã chấm dứt. Không bôi lên niêm mạc, vùng mắt, vết thương hở, chỉ bôi ở điểm đau, vùng đau. Đối với một số bệnh mạn tính thì cần có sự tư vấn của các bác sĩ. Như vậy là trong video ngày hôm nay, Sống Khỏe Mỗi Ngày đã chia sẻ với cô bác 4 công dụng thần kỳ chỉ với một giọt dầu gió xoa vào lòng bàn chân. Công dụng đầu tiên đó chính là giấc ngủ được cải thiện một cách đáng kể. Công dụng thứ hai cũng rất cần thiết vào những ngày trời lạnh, đó chính là làm ấm cơ thể. Công dụng thứ ba đó là ngừa ho, trị ho. Công dụng thứ tư đó là làm giảm các cơn đau nhức. Điều cuối cùng tôi muốn chia sẻ cùng cô bác đó là mỗi chúng ta hãy luôn giữ cho mình một tinh thần lạc quan, vui vẻ, tránh những suy nghĩ và lo lắng tiêu cực. Chỉ khi chăm lo cho sức khỏe, tinh thần thật tốt, thêm vào đó là việc ăn uống điều độ, hợp lý, thì chắc chắn cô bác sẽ luôn khỏe mạnh và sống thọ bên con cháu nhé. Và nếu quý cô bác thấy video này của tôi hữu ích, thì cô bác cũng đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân của mình nhé. Chúc quý cô bác luôn có một sức khỏe như ý.